thằng mười con lớn đệ nhất tôn con hoàng lại lần chắc sang đi chung ngoài. Chuyện quân bộ đôi hà thiên binh bàn mã hằng ngà kéo lên lệnh chỉ nhất đôi bàn cờ thank you.
văn các quan ông lưng về truyền văn các quan tả văn yêu võ lương ba nào đại quân truyền quân bộ đôi hà thiên đình văn mang kéo sang lệnh truyền thiên đình hoàng cương Doanh ngân sơ
bạc nguyệt lâu lâu chiếu vàng nam mình còn vua thoại quốc đầu đầu đình đình để tam hoàng tử sang sinh sinh dòng dòng bao phen
nhung đỏ ngơ hồng. Ngài sung pha trăm trận dạ như ngọc hương đang đang chấm chấm xa trên bào tòa ngọc bề nghiêm xa thánh nhân nghe dân tin tuần nhà thỉnh mời quan lớn để tam đao trong bề là đất lành lành sang nghi danh thắm thiên nhiên ra hồi thế mà lo tình mời con đệ tử muốn con trời ông cai ngợi đầu tiên cùng ý thank you.
chuyện cùng đại ca đi kỳ. Chỉ tạm hoàn thất thất đầu ngô hành nhị thập bát ngô tiên đình thì hà xa. Cũng có phen ông lớn vào phủ dày chơi thiên bản vào quỳ tông trinh quan bầu vợ họ phen chơi cày đồi áo bào linh linh sang chơi Phật tiên. Phương môi từ lần giòn thất thất bổ xào xa chỉ tám mấy nghìn tiên nữ dâng dâng hòa sống khuya sầu rồng đức đức vua xa ngọc ngờ hòa thành ra hồi cùng đền đình làng chính có hoa nơi quê nhà xanh lam cổ tích một tòa ngôi ca you
thiên đội văn cơ lệnh truyền thiên đội văn cơ quan lớn bây giờ loan ra anh linh trước là khám xét màn điện sau là tu chấp phép ta tinh phép này vì ra trần thế biết này ông lương hay quang song nhang cấp cờ diệu quang minh chứng nền chứng Yeah.
sông tranh lên lên xả lờ là quá đề mông chính người ninh ninh ra biết đâu là đời.